chưa? Cứ đúng là cái vị trí nhá, dần dần là các cái nám của chị nó cũng đi rất là nhanh. Nó nám là chẳng qua là nó bị lệch lạc cái cổ bộ khung xương. Nó lệch lạc thì là máu nó không dẫn lên đủ để nuôi dưỡng được. Cái này cao. Nhìn này, thấy da căng chưa? Căng lên chưa? Cô bé ơi, em lấy cho cô cái hộp bọc giấy ướt nhỉ? Với thập thông liệu pháp thì chỉ cần có bao tay này và giấy ướt thôi, mình không bị phụ thuộc vào cái gì cả, không phụ thuộc vào các cái kem nâng cơ hay là gì đó. Còn đâu là mọi người vẫn có thể dùng được các cái kem dưỡng mà họ ưng ý, dưỡng để phù hợp với cái loại da của mình ấy, để chẳng hạn serum là dưỡng da để cho nó được mướt đẹp hơn, nuôi dưỡng. Thế còn ai mà dùng kem dưỡng da hàng ngày rồi kem chống nắng hán hiện chị. Bây giờ chị nhìn đi soi gương em chị, đây này, hai bên này hơi bị khuất vào đúng không? Đó, bây giờ cái chỗ này nó lung tung này, đổ vào này, chỗ này đổ vào này, răng bị thiếu thì bây giờ há miệng này. Đấy, không còn răng nữa thì em phải chỉnh cái hàm chị hả? Đấy, vẫn cái hàm nó phải cân đây. Chị thấy cái chỗ này nó đổ vào đây không? Chị lái cái lưỡi vào đây mà xem, chị thấy có thể cái hàm nó đổ luôn vào tận trong đúng này không? Nha, ngập bớt vào. Ngập hai cái hàm vào ngón tay. Dựng bờ nó dậy đấy. Nào chị cười xem nào. Nhìn đi. Chập hai hàm răng vào nhau chứ. Đây chị nhìn thấy bây giờ cái này khóe nó lên điệu không? Há nào. Sợ là không làm thêm mấy cái này nữa. Ngả sang bên kia. Đấy, chị nhìn đi. Bây giờ không ai biết là chỗ trong này có răng hay còn răng. Ngậm ngậm vào, ngậm vào. Mấy lần con đi, đi thử tiện không, đừng có đưa cái này ra. Cái vị trí cái răng đấy là ở trong. Đấy, bây giờ chị căng cái khóe này ra. Có ai nhìn thấy biết là ở trong này là còn răng hay không có răng đâu. Che luôn, đúng không? Thanh Hóa là bạn Hà bạn đi. Che đi Hà, bạn ấy đi. À, bây giờ nhá, còn cái chỗ phần trên này chị có nhìn thấy đây này, chỗ này thì nó lại bị vồng lên nhưng cái này là bị đi xuống, nó như này đúng không, nó lung tung không? Đây, chị nhìn đi, soi gương đi. Chị nhìn cái miệng của chị đã tê thắm hơn chưa? Nó đỡ bị nhô nhô cái này ra không? Đây, và chị thấy khi mà kéo cái đấy thì chỗ này nó đỡ bị võng vào đây, mà chỗ này đỡ bị xa xuống không? Bây giờ cái chỗ này phải cho nó nở ra một tí nhá. Nào, há miệng. Cung môi xuống, trùng cái răng. Trùng, biết là răng này. Đi xuống một tí nữa. Đấy, cái này một tí này. Cúi cúi nữa xuống. Nhưng mà cái môi không à, vừa hầm miệng hờ vào nhưng cái môi của chị nó phải chuồn ra. Đấy, cái này hơi căng miệng một tí này. Nào chị cười đi, chị nhìn nào, thấy chưa, đều đặn ra thành tươi tỏa nắng nha. Cái chỗ bên này này, soi gương nhìn đây này, cái hàm này nó bị lép hết vào đây này. Thấy không? Lép hết vào như này. Bây giờ lấy thằng bên này ra. Ngậm nhẹ. Cái này kéo một tí nữa.
sao lại đưa cái hàm dưới ra? Hàm dưới vị trí của nó là ở trong. Đấy, thì bây giờ đấy chập hai hàm vào nhau là chị căng như thế là chị thoải mái. Được, cái thằng này nó hơi nhô này, cái chỗ phần này nó hơi đấy. Bây giờ phải lái nó sang bên kia chứ. Đấy, đây này, thì bây giờ là như này. Đấy, cái thằng này hỗ trợ này, đẩy sang bên kia nào, cười thấy chưa, lái cái chỗ này sang, còn cái chỗ này nhô đây này, cái chỗ này bên này lép này, cái chỗ này phải chặt xuống một tí này, cái thằng này chặt xuống một tí này, thằng này phải đưa lên này. Đây này, thằng này có phải gì à, háng rồi đó chị. Đây này, cái thằng này cúp vào, mấy thằng này cúp vào này. Trả tiền 12 triệu cho bà đi làm cái răng thì chết. Chị nhìn đây này, bây giờ chị nhìn thấy đó, nhìn thấy ra răng không? Bà nhìn thấy không, hàm dưới không phát hiện ra là không có răng hàm. Nhìn này, vẫn xinh, đúng không? Trả tiền làm răng đấy. Xuống một tí nha. Cái thằng dưới là phải động nâng lên. Thằng ở ngoài này là biết xuống, biết xuống. Biết xuống. Đúng. Thuộc bài nhé. Nào. Ui giời ơi. Thấy chưa? Đó, đỡ hơn rồi, cho một tèo nữa nào. Chưa, đẹp tươi thắm. Tại sao đưa cái hàm dưới ra? Đấy. Nha. Thế là bây giờ là sẽ đến cái công đoạn là làm là cái mắt cho nó đầy đặn lên nhá. Cô để yên đấy, này nét. Đây, cái này nó đang dở rồi. Nét lắm. Thế đây. Bây giờ nhá, là chị nhìn đi. Bây giờ sẽ làm hai cái bên đường pháp lại bên này của cô bách lên này. Cái chỗ này phải cho thêm lên một tí này. Dưới mắt này cho đẩy lên và mũi lên nữa này. Có muốn lên nhu cầu mũi lên không nhỉ? Đọc lại nha. Cô môi. Cái viền mũi nó sẽ đỡ bị thâm này. Chữa.